Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức triển khai cuộc vận động một cách sâu rộng và thống nhất, tạo được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Các doanh nghiệp Việt Nam được tạo điều kiện sản xuất kinh doanh trong môi trường thuận lợi, nâng cao uy tín và chất lượng, thương hiệu sản phẩm, hàng hóa thu hút và tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến năm 2018, 100% Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố đã được thành lập và đã đang tổ chức tuyên truyền được gần 150.000 chương trình với khoảng 6.400.000 người tham dự, đăng tải trên 21.600 tin, bài, phóng sự, tổ chức được 112 hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, 361 hội chợ triển lãm và hơn 2.000 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn. Đáng chú ý, đến nay hơn 100 điểm bán hàng Việt Nam cố định tại gần 60 tỉnh, thành trên cả nước đã được xây dựng. Của năm 2018, trong cái cuộc vận động này cũng có rất nhiều các mô hình làm hay, cách làm mới, từ công tác tuyên truyền cho đến là các hoạt động hỗ trợ, rồi các cái hoạt động về cho nông dân, cho doanh nghiệp, rồi xây dựng các cái chuỗi phân phối sản phẩm, rồi là các cái hoạt động tôn vinh khác. Thấy rằng là tổ chức rất phong phú ở nhiều bộ ban ngành trung ương, nhiều địa phương, có cái làm rất hay, cái việc tham mưu cho cấp ủy, thế rồi là phối hợp với ủy ban dân, với chính quyền, thế rồi giữa các thành viên với nhau trong quá trình triển khai. Ngoài ra, một số ban chỉ đạo còn thực hiện nhiều mô hình, chương trình phong phú như chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, mô hình tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt, khu dân cư cam kết ưu tiên sử dụng hàng Việt, phiên chợ hàng Việt, chương trình mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm, OCOP, xây dựng nền văn hóa tiêu dùng với sản phẩm trong nước đã giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước và sản phẩm của các vùng miền. Doanh nghiệp được tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích phát triển sản xuất. Thực tế, có nhiều doanh nghiệp tại các địa phương mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng và hình thành vùng sản xuất tập trung. Hưởng ứng cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt thì chúng tôi là một đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước, thuộc Ủy ban thành phố Hà Nội, rất chú trọng vấn đề về kỹ thuật, từ cái việc là nhân giống theo cái quy trình chăn nuôi của viện chăn nuôi, và đến sau đó thì gia chuyển cái nuôi con gà bố mẹ đẻ, chuyển những ấp trứng sản xuất ra con giống cung ứng cho các vùng chăn nuôi trọng điểm của thành phố. Đồng thời là cũng từ con giống đó chúng tôi nuôi để làm cái gà thương phẩm, nuôi theo quy trình nó khép kín, từ cái việc là các cái đàn gà bố mẹ phải có hồ sơ theo dõi, sổ sách và được các cái chi cục thú y, sở ngành công nhận là cái cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, từ khâu là chăm sóc nuôi dưỡng đến khi là chọn nọc, là tiêm phòng, khi là chọn tách chống mái và đưa ra đóng bao bì và đưa ra thị trường. Từ sau khi có cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì từ nhà sản xuất đến các nhà tiêu thụ sản phẩm như chúng tôi thì hai bên đã có một sự gắn kết với nhau hơn. Thì người sản xuất người ta cũng yên tâm là đã có một nơi như chúng tôi là những nhà phân phối để bán ra những sản phẩm của họ. Vì vậy họ cũng rất là yên tâm hơn. Và người tiêu dùng như thế họ cũng có nhiều sự lựa chọn hơn khi đến với các siêu thị cũng như là các đại lý. Người Việt dùng hàng Việt này là một cái chương trình rất là tốt. Nhưng mà để thực hiện được chương trình này thì tôi nghĩ là các sở ban ngành là cần phải quan tâm nhiều hơn nữa thì chương trình này mới mang lại hiệu quả cao. Và hiện tại là chúng tôi đã có chăn nuôi đã có cái tiêu chuẩn của VietGAP đến là cái hướng mà thịt lợn sạch. Để cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả, năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động cũng đã xây dựng và chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai và giám sát thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động đến năm 2020, rà soát, ban hành bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế v.v., xử lý nghiêm hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống phân phối hàng Việt, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tập trung đôn đốc theo dõi sát sao việc triển khai cuộc vận động tại các bộ, ngành, các tỉnh và thành phố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động tại các địa phương. Năm 2019 thì Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động chúng tôi cũng xác định là sẽ tiếp tục chúng ta làm tốt cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức, cái trách nhiệm của các cái doanh nghiệp trong cái xu thế hội nhập. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ khuyến nghị với chính phủ, với các bộ ngành để tiếp tục rà soát các cái thể chế, các cái cơ chế trong cái khuôn khổ của các cái quy định về thương mại tự do, tổ chức các cái nhiều cái hoạt động hơn nữa để đưa hàng Việt về với người tiêu dùng, đến các cái vùng sâu vùng xa để người tiêu dùng được
có nhiều cái cơ hội tiếp cận với cái hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam. Thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tổ chức các cái hoạt động giám sát để thực hiện các cái quy định của Đảng, các cái cơ chế chính sách của nhà nước đối với việc hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như là các cái cơ chế chính sách để phát triển kinh tế tư nhân. Đến nay, cuộc vận động đã bước sang năm thứ 10. Việc tổng kết để đánh giá những điểm được và chưa được trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là rất quan trọng. Hiện nay, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức có hiệu lực, sẽ tạo áp lực cạnh tranh rất lớn lên thị trường nội địa. Do đó, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, bản thân doanh nghiệp Việt cũng cần chủ động nâng cao sức cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.